Ta tiếp lý thuyết nhé. Đây là một cái nội dung nó đang liên quan đến luôn cái mạch về đang liên quan phần ISP. Hôm trước ta đã hình xong cái phần là MPS VPN đối kết sai với nhau. Ở đây mà công nghệ mà chúng ta cái bảng nhìn công nghệ PBU thì làm được chưa biết không? Đây là cái gì đúng không? Đó là PPP, là point to point protocol. OE tức là over internet. Thì đây là giao thức dùng để thứ nhất là PPP ta được học ấy, nó là thức kết nối điểm điểm, kết nối hai điểm với nhau. Thì cái này trên thực tế chúng ta sẽ sử dụng là gì? Trên thực tế hiện nay chúng ta sẽ sử dụng cái công nghệ PBU để chúng ta quay tạo một kết nối trực tiếp giữa con router ở phía chúng ta mà chúng ta hay nhìn con modem ấy, bản chất là có chức năng router. Phía mình bản chất là một con router, nên trên nhà cung vụ nó cũng là một con router. Vậy thì mình mọi hình dung là gì? Về mặt logic nhé, là gì? Trên phía nhà cung vụ sẽ có rất nhiều router của khách hàng kết nối PBU vào con router nhà cung vụ. Tức là kết nối là điểm điểm hết. Hiểu không nào? Đấy thì nó sẽ gì? Trên router của nhà cung vụ lúc đấy là người ta sẽ kiểm soát truy cập. Giống như tạp xác thực ấy. Thì mà để ý là ví dụ mình vào internet bao giờ cũng phải có IP password. Chính là cái account dùng để xác thực với PBU. Hiểu không nào? Cái này liên quan đến cái việc mà truyền dẫn về mặt công nghệ truyền dẫn internet này, ta thấy là chúng ta có mấy cái thôi đúng không? ADSL này, ETH, một dạng như list line đấy. Quay số ngày xưa thì nó không đẹp, nó là chậm nhất rồi. Tức là nói chung là về mặt sự phát triển của hệ thống ở đây nó nói về cái ADSL. Bây giờ là cái sự phát triển về hệ thống mạng bao giờ nó cũng phải có sự kế thừa. Thì đầu tiên chúng ta là gì? Về mặt mạng viễn thông là chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ là mạng điện thoại. Ở Việt Nam chúng ta trước đây làm gì mình đã có internet ngay được. Cái đầu tiên mạng viễn thông chúng ta có chính là mạng điện thoại. Mỗi nhà đều có một cái điện thoại để bàn, nó sẽ kéo dây điện thoại đến đúng không nhỉ? Đấy là đường dây điện thoại kéo đến nhà mình ấy. Thì để chúng ta gọi điện với nhau, gọi điện thoại cho nhau. Rồi sao nữa? Ok, vậy là tôi kéo được dây điện thoại đến, tôi có điện thoại là tôi gọi điện cho nhau. Nhưng tôi muốn làm có internet nữa thì làm thế nào? Về mặt dịch vụ nhé, chúng ta hoàn toàn có thể thuê một đường truyền cáp quang chẳng hạn, ví dụ như thế, kéo một đường internet riêng, đường thoại đấy vẫn giữ nguyên để cho chuyên dùng cái điện thoại. Còn bạn có internet, các bạn sẽ phải kéo một đường truyền để chuyên thành internet, ví dụ một đường cáp quang chẳng hạn. Cái đấy hoàn toàn được, nhưng nó vẫn phụ thuộc vào vấn đề và sự phát triển, nó phải từng bước. Nếu như vậy thì sao? Rõ ràng là thì người ta làm hiểu vấn đề như này này. Cái thời điểm đấy mình có mạng điện thoại di động điện thoại cố định gọi điện cho nhau là tốt rồi. Đó. Cái thời điểm đấy cáp quang nó chưa phát triển và nó rất là đắt. Nên là không có chuyển dẫn cáp quang cái thời điểm đấy cho chúng ta. Nên là mình hiểu ở đây tôi muốn nói nhấn mạnh về sự phát triển là gì, nó phải từng bước. Người ta thấy là gì? Nhà nào bây giờ cũng có đường dây điện thoại kéo đến rồi. Để gọi điện thoại được đúng không? Bây giờ muốn chuyển internet sao? Tôi làm cách nào đấy để gì? Cùng một đường dây kéo đến nhà này, vừa gọi được điện thoại, đồng thời có chuyển được ngay tín hiệu internet trên cái đường đấy. Mày hiểu ý tưởng không nào? ADSL chính là một cái công nghệ mà giải quyết vấn đề đấy. Nên tại sao mà chúng ta thấy là gì? Ở Việt Nam mình ấy, internet của mình đầu tiên chính là đường ADSL. Đúng không? Mày hiểu bây đến thời điểm như hiện tại bây giờ thì là sao? Các quan nó đang thắng thế. Bởi vì là ADSL bây giờ các quang nó rẻ rồi, các quang nó chất lượng nó tốt hơn, băng thông tốt hơn, nên bây giờ chúng ta không nhất thiết phải một ADSL nữa, người ta gọi quang hóa hết. Nhiều nơi là bảo bỏ đi nhà mạng bỏ đi thì phải chuyển từ đường cáp đồng sang cáp quang đấy. Đấy là sự phát triển nó dần dần. Thì mặt ý tưởng là ADSL và cái hệ thống của mà ADSL viết tắt là Digital Subscriber Line, nó đều là họ hỏi công nghệ XDSL. XDSL nó có hai công nghệ, đó là ADSL và SDSL. Là gì? Symmetric và ADSL nghĩa là asymmetric. Còn một công nghệ là SDSL, S gì là symmetric. Nói chung đều là công nghệ DSL hết. Công nghệ DSL đều là gì? Truyền tín hiệu data internet thông qua đường dây điện thoại. Ở đây nó gọi thuật ngữ gọi là loop này. Thuật ngữ CPE là Customer Premises Equipment, tức là thiết bị ở nhà cung dịch vụ của khách hàng. Chính còn modem mình hay nhìn đấy.
Mình gọi modem nhưng bản chất là nó là 2.1 nhé. Mình hay gọi là modem thôi, bản chất nó chính là vừa là modem vừa là router. Modem chỉ là điều chế giữa gì phần tín hiệu tương tự và tín hiệu số. Còn router mới là thực hiện là NAT này, routing này, nọ là chức năng của router chứ. Quay TV là của router. Còn modem thực ra chả có chức năng gì. Modem nó chỉ là chuyển đổi tín hiệu thôi. Cái tính năng nhiều là router. Đường dây điện thoại này. Tính đường dây của mình này chính là đường DSL, DSL mình ấy, đường dây điện thoại của mình ấy. Thì nó sẽ nối là gì mà đường dây này thì trước đấy chuyển tín điện thoại thôi, bây giờ nó chuyển cả internet nữa. Làm sao thì bản chất nó chính là gì? Làm sao nó có thể một đường dây lại truyền hai loại tín hiệu đồng thời được, hai zip đồng thời được, vừa truyền điện thoại vừa truyền được data. Nó dựa vào phân chia tần số, nó có truyền được thì là giải tần này, ví dụ nó truyền từ 0 đến 20 Hz là giải tần, nó có thể truyền. Thì và mà tín hiệu điện thoại mình chỉ dùng là từ, nó chỉ cho từ 0, chúng ta nói phát âm này này nó chỉ được 0.3 đến 3.4 kHz thôi. Thì điện thoại khi mình nói ra ấy, chúng ta nói nó chỉ được đến thế thôi, tần số của mình ấy, con người ấy, nên nó dành hẳn 4 kHz, từ 0 giải tần từ 0 đến 4 kHz để dành truyền voice. Thế còn từ 4 kHz đến 20 Hz thì để là mình chính để truyền data, quý vị nào. Nên là thì nó chỉ đơn giản là đọc, muốn lấy điệu voice thì đọc cái giải tần số từ 0 đến 4 kHz, muốn lấy điệu data thì lấy cái giải tần số từ cái này, quý hiểu là. Nên là một đường dây truyền được đồng thời hai loại dữ liệu, vì thế nên nếu mà các bạn mà ngày xưa bạn nếu mà lắp ADSL đầy đủ ấy, cái nhà nào mà các bạn ấy lắp ADSL mà vừa có cả điện thoại ấy, mà vừa cả internet ấy, bao giờ đường dây điện thoại vào đến bao giờ là sẽ lắp cái gì, ông ấy cục nhỏ nhỏ này, bộ chia thuật ngữ nó gọi splitter, nó sẽ tách ra một phần ra điện thoại, một cái ra modem, đúng không? Đầu đấy cái đầu nhỏ chính là splitter. Splitter chính là để mục đích nó tách phần giải tần voice thì nó đẩy vào cái chỗ đường dây điện thoại, mà phần data tần số của data nó đẩy vào modem, và modem lúc đấy sẽ giải điều chế. Có hiểu không nào? Đấy đấy là phía ở phía mình. Thế còn phía ở đây các bạn nhìn thấy một thiết bị, đó là DSLAM. DSLAM là gì? DSLAM là DSL, DSL chữ đầu tiên ấy. AM là Access Multiplexer. Ok. Các bạn hình dung DSLAM nó giống như gì? Hình dung cách đơn giản nhất, DSLAM chính là cái vai trò giống như con switch, nhưng mà tập trung kết nối của DSL. Tức là được khách hàng tại một khu vực nhá. Có rất nhiều khách hàng đường dây điện thoại này, ADSL này. Thì nó cắm hết một con DSLAM. Cắm hết DSLAM. Thì DSLAM nó sẽ đóng vai trò, thực ra nó sẽ giống vai trò giống như kiểu gì? Giống như kiểu bộ splitter ở phía khách hàng ấy, nhưng là nó to. Con này sẽ tách ra phần tín điện thoại, là sẽ đẩy vào cái mạng điện thoại thông thường ở đây này. DSLAM sẽ nối vào hệ thống. Sau DSLAM sẽ nối vào hệ thống mạng điện thoại thông thường. Trên hình này nó không có, bởi vì đây nó đang thể hiện phần data, data transmission. Hiểu nào? Còn thực ra DSLAM stack giống như ở splitter đầu này, stack ra phần tín điện thoại để đẩy vào mạng điện thoại để chúng ta gọi điện như bình thường. Còn tín hiệu data nó sẽ đẩy qua, nó sẽ đẩy về một con router. Con router này thuần túy, đây là bạn hình dung từ cái ô này, đây là hoàn toàn là mạng IP thuần túy của nhà dịch vụ. Đây mạng internet này. Đây mạng IP nhé. Trong này có gắn địa chỉ IP bình thường. Thì cái vấn đề ở đây là gì? Tất cả này nó phải cần phải có sự truyền dẫn từ cái, nó sẽ có sự truyền dẫn từ con khách hàng này đến con router này. Nó là layer 2. Không phải layer 3, nhưng nếu có một con layer 3 này không được. Đó là DSLAM tôi nói là chỉ giống con switch DSLAM thôi. Được chưa nào? Hiểu không nào? Bây giờ vẫn có DSLAM. Nó nhiều loại DSLAM, chẳng qua DSLAM chỉ phân theo giống kiểu switch mà to nhỏ. DSLAM hoặc mini DSLAM. Nó tùy vào khu vực khách hàng này có bao nhiêu người chẳng hạn thế. Khu vực này ít dân thì cho cái mini DSLAM. Nói chung là tại này mà hiểu chung về mặt khi chúng ta đăng ký DSL, nó bắt đầu nó phải kiểm tra xem là khu vực này còn đầu dây không đấy, còn cổng không đấy, chính là như thế. Cắm hết vào thì đấy, tức khách hàng sẽ cắm hết vào một cái con DSL thì cái này phải có cổng. Còn từ DSL này thường là bây giờ nó sẽ là kéo các quang về mặt vật lý, nó sẽ kéo các quang đến con router của nhà cái dụng. Ví dụ thì DSL đặt giải rác đi, xong nó kết nối qua mạng metro, nói chung là truyền chỉ dẫn là các quang đấy. Thì mình còn dính cái đoạn DSL tí này. Còn bây giờ là gì, ngon hơn là chúng ta quang thẳng luôn. Lắn ngoài trên này nó là switch quang chứ không phải là DSLAM nữa. Bây mình không có dính dáng thì voice nữa, không cần voice nữa. Bây giờ chắc là giờ ít người lắp ADSL nữa rồi. Đấy, ngày xưa lắp ADSL người ta sẽ hỏi các bạn câu hỏi là ADSL là bạn muốn lắp trên đường có số không số. Có số tức là các bạn nhằm các bạn có điện thoại. Còn không số tức là các bạn chỉ lắp để internet thôi. Cũng có đường dây điện thoại, tức là vẫn đường ADSL kéo đến, nhưng mà chỉ có modem thôi. Không phải splitter làm gì, không điện thoại, mình ra qua điện đâu.
Mình đúng không? Bây giờ là cáp quang rồi. Thì về mặt đấy này nó đều sử dụng cái là gì? Nè, có 3 cách để đóng gói cái gói ITIP này. Bây giờ cái gói ITIP là từ đây nhá, từ PC nó chuyển đến router này này. Bây giờ phải làm cái nào nó phải chuyển đến router này. Mình không nào? Bởi vì router IP, đây là phần mạng IP này, đây là phần mạng IP này. Nhưng nó ngăn cách bởi cái phần giữa này là không phải IP. Thì để đóng gói được cái gói tin IP này, từ có thể từ gì router khách hàng mà đẩy đến con router nhóm ví dụ. Con router nhóm ví dụ này nó gọi thuật ngữ, nó gọi là gì biết không? BRAS, nghe thuật ngữ BRAS mà. BRAS, BRAS. Bắt đầu DS nói đến hệ thống DS, ADSL kiểu gì, DS làm BRAS. BRAS chính là con router để đi. Bởi vì mặt logic ấy, các bạn nhìn này, vật lý nó có thể kết nối qua từ router khách hàng nhá. Cứ nhà công cụ nó phải kết nối qua DS làm được qua rất nhiều chuyển dẫn qua. Nhưng về mặt logic ấy là gì? Con router phía khách hàng nó sẽ có một cái phiên kết nối thẳng đến đến con router BRAS, sẹt IP thẳng luôn, IP một đầu, IP một đầu thôi. Cái đấy gọi là PB, một kết nối PB. Bạn hình dung nó giống như kiểu GTN, giống kiểu GTN, nghĩa là nối thẳng. Cái là nối thẳng luôn từ con này đến đây. Nhưng nó phải là lay 2 nhá, không thể có chuyện một con ở giữa là router lay 3 đây mà đòi PB vì đâu. Mọi người hình dung nào? Nên con BRAS chính là gì? Mặt BRAS là giống như tất cả khách hàng nó sẽ đấu thẳng BRAS. Tập trung BRAS đấy. Tất cả rất nhiều con modem của khách hàng sẽ phi thẳng con BRAS. DSLAM này mặt vật lý thôi, để kết nối có gom khách hàng khu vực, nhưng mà có thể cả một khu, rất nhiều khách hàng cả một khu vực lớn hơn đã đều phi về con BRAS này. Có thể tất cả khách hàng ở Hà Nội đều phi một con BRAS. Tùy lượng của khách hàng đó, con BRAS nó sẽ căn cứ vào số lượng tổng bao nhiêu kết nối PBB. Thì cái con router BRAS này nó chỉ hỗ trợ đến 1 triệu kết nối, 1 triệu phiên PBB. Thì nghĩa là chỉ có 1 triệu khách hàng thôi. Chứ còn không phải vật lý nha, về mặt logic. Chứ còn không phải vật lý là khách hàng đấu với BRAS nhé. Khách hàng này đấu giải rác, phải nó theo các khu vực, rồi theo hệ thống mạng cáp quang, vòng ring về BRAS. Đấy là vật lý, truyền dẫn thôi. Còn về logic là từ khách hàng nó thẳng BRAS. Đấy, các bạn hiểu là chúng ta phải phi được vào đây này thì chúng ta sẽ vào được mạng IP. Đây. Quay chưa nhỉ? Quay rồi chứ nhỉ? Thì ở đây chúng ta có 3 cái cách để đóng gói cái gói tin IP này, đi qua cái hạ tầng mạng ATM DSL. Thì cái thì mình sẽ tập trung vào cái gọi là PBO và Ethernet, thì gọi là PBOE. Chúng ta có PBO và ATM. ATM nó cũng là một công nghệ truyền dẫn lay 2, nhưng nó khác, nó giống, nó về mặt vai trò nó ngang với Ethernet, nhưng mà cách truyền nó khác, nó một dạng lay 2. Nó sẽ có một frame, cấu trúc frame khác. Đấy, nó là lay 2. Thì ngày xưa thường là nó phân loại DSLAM nữa. Là cái DSLAM của mình kết nối với phần cái phần truyền dẫn của nó là cái gì? Cái giao diện ấy để truyền dẫn từ DSLAM lên con router này là cái gì? Thì chỗ này nó có ATM DSLAM. Còn bây giờ nó có thể bây giờ chúng ta là Ethernet DSLAM. Từ DSLAM lên này là Ethernet này. Chỗ này có thể đám mây này có thể ATM hoặc Ethernet. Hiện nay của mình là Ethernet và chỗ này cáp quang rồi. Tuy nhiên một số cái cũ nó vẫn còn là ATM. Đi qua cái truyền dẫn thôi. Nó sẽ là đi qua một số cái ATM switch mà. Cái đám mây này nó không phải là một con đâu, nó có thể là nhiều con ATM switch mà, mình hiểu là vật lý nó phải đi qua rất nhiều thế này. Nhưng mà nó vẫn là layer 2 thôi, ATM switch. Thì cái DSLAM mà cái cổng ra, mình hiểu cái cổng cắm của nó loại ATM thì nó là ATM DSLAM. Còn cổng nó Ethernet thì bình thường thì mọi thế đây là cách đầu tiên, RFC 14832 sản phẩm 4, chỗ này nó hơi ấy một chút, xem cái đóng gói của nó. Ở đây mình sẽ có gì về mặt logic, từ đoạn thì từ này, từ con modem này đến DSLAM nhé. Lay 1 của nó đường DSL. Từ DSL đến router lay 1 là fiber. Chúng ta phân tích về mặt. Được không? Lay 1 tức là cái đường dây, các bạn phải đường dây đoạn này của mình, đường dây điện thoại không? DSL. Đường dây từ DSL đến router nó là cáp quang thì mới truyền xa được. Còn lay 2 ở đây, lay 2 của mình là ATM. ATM. Nào, ATM. ATM. Nên và logic ở đây là gì? Về mặt đấy nhá là gì, có thẳng luôn nhá. Chúng ta sẽ có một chúng ta không được học về ATM mà. Tôi cũng chẳng được học về ATM, thực ra tôi được học về truyền thông, về mặt viễn thông,
bạn học kiểu các gọi điện tử viễn thông ấy, là bao giờ học công nghệ ATM, nhưng mà nó lý thuyết thôi, chúng ta đâu có được sờ vào thiết bị của mình như kiểu bây giờ đâu, chả có ai được sờ cả. ATM là gì? Nó khác với ATM, tức là frame của ATM luôn là một frame có kích thước cố định, luôn luôn là ví dụ như là 53 header và nó là tổng là 53 byte, thì luôn luôn là 53 header và 48 byte dành cho phần data, nó luôn luôn cố định. Frame của ATM luôn nó đều chằn chặn bằng nhau, nên thuật ngữ nó gọi là cell, ATM cell, các cái tế bào frame. Nếu mà đấy còn kiến thức tí còn lại ATM. Trong ATM nó sẽ khái niệm về VPI và VCI, virtual path và virtual circuit. Virtual path và virtual circuit. Nếu các bạn VPI VCI các bạn vào modem ấy, các bạn sẽ nhìn thấy con số mà 032 035 ấy. Không phải 032 không xẹt, không phải không gạch đâu, không xẹt 32, không xẹt 35. Thế nên chỉ là giá trị là phân biệt cái kênh của ATM. Nên vào cái modem nào các bạn nhìn thấy thì tùy vào cái mạng FPT hay mạng VPT, con số nó khác tôi không nhớ lắm, nhưng mà một thằng là 0.32, một thằng là 0.35. Tức là các bạn hiểu là khi cấu hình vào PV, mình là cấu hình PV nhưng vào đấy các bạn sẽ vẫn nhìn thấy cái phần là ATM. Bạn nhìn thấy tham số đấy kiểu gì bạn khai báo cái đấy. Các bạn chọn 0.32, 0.35 ấy, các bạn cứ vào thử con ADSL modem mà xem. Cấu hình nó như con wifi mà các bạn gõ đi chỉ IP web của nó 1.2.1.1 nên phải là vào được thôi mà, dễ. Hình dung nào? Đấy thì về mặt layer 2 là gì? Chúng ta sẽ có từ con modem của khách hàng đến. Nó thì những cái vụ là về mặt layer 2 nó sẽ có một cái frame, một cái PVC. Permanent virtual circuit là nó một cái kênh ảo. Nó giống kiểu như là hình dung giống kiểu như giống này nó lẫn lộn thì nó có một cái VCI, nó giống như một cái đường dây ảo ấy. Giống kiểu sắp interface một cái đường dây nào đó. Và logic nó giống như núi thẳng. Thẳng luôn từ nhé, từ modem đến con này. Đây là RFC 1483264. Thì cái ATM cái PVC này thì chúng ta sẽ truyền là gì, truyền frame NF ở trên cái frame này, cái virtual circuit này, cái virtual circuit này. Thì ở đây về mặt này để nhìn cái luồng đóng gói nó này, gói tin ở đây có thể là đây là nó nói tin 26 thôi, còn trên này nó cái gì ứng dụng này từ phía khách hàng. Nó thì PC thì hoàn toàn là gì, PC thì hoàn toàn là IP rồi, là chuyển dẫn số, đây là gì, PVP đóng gói PVP này, xong rồi và Ethernet này, 802.3 là Ethernet đấy, chuyển đúng cái vật lý cách 5 này, từ PC nối sang con modem cách 5 sang Ethernet, sang đầu này, con này có con CPE đây này, nó hai giao diện mà, đây cổng LAN này, đây là hiểu là cổng LAN này, đây chính là cổng WAN đây này, cổng ADSL đấy, cái cổng mà các bạn cắm được dây điện thoại vào, cổng này cổng DG 11, con modem ngày xưa có thường có kiểu thế này. Bây giờ mình là modem quang lên tường là gì, mấy cổng LAN sau đó là cái mô đầu cắm quang, đúng không? Hoặc là qua converter cắm quang trực tiếp luôn, hoặc là qua converter, tức là cổng đầu cũng được. Còn ngày xưa là của mình ADSL modem của mình, các bạn cứ để xem đa phần là 4 cổng quang LAN, đa phần mua là lại 4 cổng LAN, có một cổng quang là cổng nhỏ, cổng DG 11. Đấy, thì đây là DG 11 này, mình cắm ADSL, lên một là ADSL, hiểu nào, trên nữa là ATM, trên nữa là ATM. Và cái RFC cái 1483 nó đúng đệm để cho Ethernet nói chuyện truyền qua ATM ấy mà. Nói chung là Ethernet sẽ truyền qua trên hạ tầng ATM, layer 2 mình có chồng lên nhau. Ethernet over ATM. Hiểu không nào? Chưa nào. Thì DSL đây, bởi vì DSL đây là gì, giống như con ATM switch, bởi vì thì giao diện nó là ATM hết. Đoạn từ modem đến con DSL cũng là ATM, mà đoạn từ đằng từ sau con ATM nó truyền lên con router ấy, nó cũng là DSL, cũng là ATM. Nhưng mà hình dung là layer 2 là ATM ATM. Vật lý thì chỗ này là vật lý, đoạn này giữa modem và DSL là cáp đồng, còn giữa chỗ này nó là cáp quang. Còn layer 2 nó ATM ATM nên còn gọi ATM switch, là nó bên này ATM, bên này cũng ATM. Có hình dung nào? Với PPV này, với PPV thì nó là đầy, mọi nhìn nó giống như thằng này các bạn phải có một thằng 1483 truyền để
PB đây là trên này, PB của mình này, xuống này bình thường thằng này xuống Ethernet xong rồi để còn qua cái lớp này đệm để xuống ATM, tức là ở dưới là ATM. Còn với thằng này gốc của mình sẽ là trên ứng dụng nói này, giao thức mình PB này, PB ở đây, PUE ở đây nó sẽ là lớp đệm để cho phép đóng PB vào Ethernet. Đoạn lại cuối cùng là PB sẽ chui vào được trong một cái frame của Ethernet. PPPoE tức là PPO Ethernet, nhưng mà hiểu về mặt phân tách thôi, bản chất là cái frame PB của mình này tôi đặt bên trong một frame Ethernet, frame nằm trong frame, frame nằm trong frame. Tại sao nó không kết nối thẳng Ethernet luôn mà tại sao phải dùng PPP? Bây giờ bạn nghe về khái niệm về mạng mấy chỗ ý, mấy chỗ E nó chính là Ethernet, nó mở rộng ra thẳng luôn, mở rộng ra giống như bình thường mình, tất cả mình dùng switch này mình cứ nối lan này thì Ethernet đúng không? Đúng không? Ethernet thì bây giờ chẳng qua là gì, nếu Ethernet mà các bạn dùng cáp đồng ấy thì nó chỉ 100m, bây giờ chúng ta dùng cáp quang thì Ethernet có thể chuyển rất xa. Thì nếu như mình ngoài hình đúng không, nếu như mạng của ISP hoặc là mở rộng tất cả bằng các switch và nối cáp quang với nhau, tức là Ethernet ấy, thì các bạn đơn giản là việc access người dùng chỉ đơn giản access VLAN là xong. Giống như bài trước giờ mô hình mà mình làm một người dùng nối vào hoặc trong một tòa nhà mình nối access cái cổng, nó toàn là switch hết đúng không, là Ethernet hết, thì các bạn chỉ cần phân loại người dùng các access hoặc VLAN khác nhau là được, hiểu không nào? Tuy nhiên là gì, cái nhược điểm ở đây là gì, là sao nó lại là nó không dùng Ethernet thẳng nữa mà nó là PBO về Ethernet, bởi vì PBOE là nó kết nối điểm, nó hỗ trợ gì, xác thực, một yếu tố quan trọng nhất là xác thực. Như là khi Ethernet là các bạn cứ kết nối vào switch, còn Ethernet là các bạn vào mà nó vào mạng luôn. Như PUE là các bạn phải quay cái điểm bên kia vào, các bạn phải thực hiện động tác xác thực. Thế là trên con PRAT bản chất nó khai bằng nó cấu hình nó cao, yêu cầu bạn phải xác thực. Nhưng các bạn muốn join mạng Ethernet là thứ nhất là thì các bạn phải có thiết bị modem này. Các bạn thực cấu hình là quay PUE lên, quay PUE lên thì các bạn phải biết các thông số. Thứ hai là phải biết có mật khẩu, có tài khoản là mật khẩu tài khoản lấy đâu ra bây giờ? Các bạn phải đăng ký ra mạng Ethernet đấy. Các bạn đăng ký lúc trả tiền hoặc là khi lắp đặt người ta sẽ đưa các bạn một cái phiếu bàn giao tài khoản. Cao đấy chính là để quay PUE lên đấy. Mọi hình đúng không? Thế mà PUE đấy thì dữ liệu mình đã đóng vào PUE này, đây là frame vào PUE này, chuyện này ADSL modem thì đoạn giữa này thì vẫn Ethernet thôi. Đây là cái cổng giữa LAN, cổng LAN của con modem đấy, Ethernet bình thường, ADSL modem đấy. Chuyện này thì chuyển giữa ADSL modem và DSLAN thì lây một vẫn là ADSL, được chưa nào? Lây một vẫn là lây một thì vẫn là ADSL, chưa nào? Chuyển dẫn ở chỗ này ghi là ADSL thôi, khác nhau một chút, nó là chuyển dẫn quang thôi mà, sao cũng là chuyển dẫn quang thôi. Thì đây, từ đây xem modem này, cái frame Ethernet của mình này vẫn đóng qua ATM, vẫn qua DSL. DSL này chỉ chỗ này nó chỉ chuyển, con DSL nó lại chuyển tín hiệu thôi, chuyển tín hiệu thôi, từ đồng sang quang thôi. Đại loại này nó sẽ chuyển đến con chính là router đấy, con PRAT. Thì ATM nói chuyện ATM. Nên các bạn khi có hình PV các bạn không mà vẫn có kiểu gì vẫn có tham số VPI VCI, tức là dính dáng VPI VCI trên ATM. Đó, Ethernet nói chuyện Ethernet rồi. Giữa đây xem modem rồi. Nếu không nào? Lấy con router. Ở đây thì chỗ này hình này không ấy một chút, nó không ấy. Chỗ này thì nó lại đan vẽ này thì hơi khác một chút, là tức là cái chỗ này ấy. Chỗ này nó là gì, lấy router và PC để quay PUE. Bởi vì khi quay PUE các bạn có thể quay rất nhiều chỗ, các bạn có thể quay từ modem. PUE bản chất từ đây được này. Từ modem quay PUE luôn. Còn có thể là PC quay cũng được. Hiểu không? Các bạn dùng con server này nó để hỗ trợ quay PUE hết. Nó đây là IP nó lấy thẳng, nếu như này nghĩa là PC lấy thẳng luôn router IP public. Con này nó hoàn toàn là modem, không ấy chỉ ấy thôi. Truyền dẫn thôi. Còn nếu không bạn có thể quay bắt đầu PUE từ modem. Thì với IP public mình sẽ làm trên modem. Hiểu không? Có cái hình đây, ba trường hợp đây này, quay PUE này.
đây là ba trường hợp quay PV này. Thứ nhất là đây là trường hợp mà có lẽ là chỗ này là một là router rồi. Đây cũng là dùng router. Con router các bạn sẽ là đồng thời là kết cuối của DSL luôn và quay PV luôn. Thì trường hợp này sẽ là cái trường hợp này thì yêu cầu như nào? Trường hợp này thì các bạn thì con router này thứ nhất các bạn phải có cái cổng của modem, cổng DSL. Đấy, nên lúc này đường dây RJ11 router các bạn lấy đâu cổng RJ11. Con router các bạn hình dung là gì? Nó có chức năng modem luôn. Con router Cisco mà các bạn mua cái cổng nó có cổng luôn cho phần RJ11 cho ADSL luôn. Thấy không nào? Thì con này về mặt vật lý nó đấu thẳng đường ADSL luôn. Và nó quay VPN luôn từ con này. Được chưa nào? Cách thứ hai là gì? Chỗ này các bạn sẽ vẫn con modem. Nhưng con modem này nó chỉ là gì? Modem ở đây con router này không cần phải cổng ADSL nữa, có hiểu nào? Cổng RJ11 nó cắm vào modem. Còn cái này các bạn chỉ là con router thuần, ví dụ con đây là mấy con router thuần này. Thì bạn làm gì bây giờ? Các bạn cứ hình dung con router này, đây tôi có con router này nhá. Mà tôi lắp ADSL ấy, người ta kéo ADSL đến là được RJ11. Thì làm sao tôi cắm thẳng được vào con này? Con này làm gì có cổng ADSL mà cắm, nên tôi phải cắm vào modem. Xong modem mới vào router. Còn nếu như modem router tôi mà có cổng ADSL luôn thì cắm thẳng luôn, tôi cần gì phải mua modem làm gì? Có hiểu sự khác biệt không? Thì lúc đấy trong trường hợp này các bạn chỉ cần có con này nó cấu hình một cái gọi là chế độ grid thì con này nó không quay, bản thân con này nó đều có, nó cũng có tính năng quay PV. Nhưng mà mình sẽ quay từ con router này thì con này để chế độ grid. Thì lúc ấy IP public sẽ nằm thẳng con router luôn. Nó tiện hơn. Routing mình thẳng luôn từ trên con này. Chứ còn qua modem thì các bạn phải routing trên con này nát nước là con này nó cố ý, con này thường là con đẻo của Trung Quốc ấy mà. Chứ có gì đâu. Tất cả đều thế hết mà. Hoặc là gì? Thay vì gọi router ấy, các bạn có thể dùng ngay ấy, một cái máy tính hoặc máy chủ nào đấy, máy PC hoặc máy chủ cũng có thể quay vào PVV luôn. Đó, cài đặt PVV trên server các bạn có thể search ra rất nhiều luôn, cấu hình PVV trên Windows Server chẳng hạn. Thì con ra thì cũng hiển nhiên là gì? Hiển nhiên là con PC nó không có ADSL. Còn nếu có trang bị cạc thì ấy, còn đâu thường là sẽ phải cắm con modem. Thì modem nó giải quyết câu chuyện là convert rồi. Giao diện cắm cổng, còn đâu là quay PV là con này. Hình dung nào. Phiên thiết lập PV OE. Nào đây các bạn chú ý nó sẽ có một cái giống như là việc thiết lập PV này. Ở đây nó sẽ giống như cái giống hiểu DHCP theo các bản tin ấy. Ở đây nó sẽ chia làm gì? Hai cái giai đoạn này xem nào. Thứ nhất là giai đoạn là gọi discovery hay là detect được thì router tí nó còn tìm con BRAD ấy, gọi là discovery giống như tìm, để tìm trong này là con nào là con BRAD. Khi nó gửi đi này, cái desk mark của nó sẽ là dạng broadcast. Bản tin đầu tiên ấy, bản tin gọi là PADI, viết tắt là PADI, PVOE Active Discovery Integration, tức là hiểu là discovery. Mọi người tại sao tôi nói đúng DHCP, bởi DHCP đầu tiên cũng là bản tin discovery để tìm DHCP server. Nó sẽ gửi bản tin DHCP discover để tìm trong mạng là anh nào là DHCP server, hiểu không nào? Nên đây tôi mới nói là gì, mọi người chú ý chỗ này về mặt đấy chúng ta phải là layer 2. Cái layer 3 là không broadcast, là nó không bao giờ tới được con này. Làm sao đến con router này được? Nó cần là cần đến con router BRAD này này. Hình không nào? Nên nó có rất nhiều thuật ngữ nha, BRAD sang access server này. Từ là access server thực ra là một cái thuật ngữ của thằng DAAP ngày xưa. DAAP là các bạn thấy là DAAP là thì thực ra DAAP gọi là internet thôi, nhưng mà internet này là qua đường dây điện thoại.
có mấy chục kilobit trên giây rất là chậm. Mà dial up nghĩa là gì? Dial up thì bản chất là khi bạn dùng internet, bản chất nó chính là dùng vẫn là sử dụng tín điện thoại thông thường. À đó. Nên là nếu mà dùng dial up là các bạn gì? Nếu là gọi điện thì không dùng internet, mà dùng internet thì không được gọi điện đồng thời được. Còn như tôi vừa phân tích ấy, tại sao ADSL nó gọi được đồng thời? Mẹ mình vẫn gọi điện, một người vẫn gọi điện, mình vẫn gọi điện bình thường, bởi vì là hai ông giải tần khác nhau. Cùng trên đường dây mà từ 0 đến ấy thì ngăn này là để data voice, ngăn kia là để data. Từ 0 đến 4GHz là cái ngăn dùng để chứa voice. Từ 4GHz đến 20GHz là ngăn để chứa data. Chẳng có hiểu ý không ạ? À? Nên nó truyền đồng thời được. Thế nào? Đấy nha. Thì nếu các bạn debug PV thì đầu tiên bạn sẽ thấy là bản tin đầu tiên nó gửi từ phía các bạn gửi đi sẽ là bản tin body. D là discovery. PV active discovery. Đi. Deathmark à. Bracket nha à. Rồi à. Thì phía thì Beras này sẽ trả lời về bản tin. Nếu khi nhận được bản tin Paddy, Beras sẽ trả lời về bản tin Pado. Pado là offer. Offer à. Offer giống kiểu DSP mà. Pado là gì ấy? Nó có thể có service gì này? Deathmark. Deathmark thì là chỗ này là unicast rồi nhé, bởi vì khi nó nhận được frame này thì là số mask từ nam anh, khi nó trả về Deathmark trả về thằng này luôn. Số mask thì cũng là thằng này luôn. Nên bắt đầu thì nó là broadcast thôi, sau này nó là unicast chuyển thẳng luôn. Bước thứ ba là gì? Request. PADR discovery initiate này là khởi tạo này, offer này, PADR nó PAD là initiation, PADR offer, R là request. Rồi vậy trong hợp này ấy, nó có thể có nhiều con PV server thì mỗi con này đều có phần P, nó đều gửi offer hết. Cái con Beras này gửi offer về, con này gửi offer về thì ông này biết chọn ông nào thì con này sẽ chọn bằng cái gọi là request, discord request, thì nó sẽ chọn gửi đến cái vị trí mask là của thằng nào được chọn, thì nó chọn thằng nào thì nó gọi gửi mask đến thằng đấy. Rồi nào nó có chứ, nó nhận được nhiều thông tin từ nhiều thằng mà nhiều offer từ nhiều thằng thì nó chọn thằng nào. Bây giờ nó có offer 1, offer 2, bây giờ chỉ cần đơn là request offer 1 nghĩa là nó chọn thằng offer 1. Rồi nào. Kia là confirm thôi. Vì đây là S thì session confirmation gì đấy. Thế nào. Ok. Thì bây giờ thì sau này nó bắt đầu coi như là gì? Nó detect với nhau và nó nói chuyện với nhau. Sau đó là gì? Sẽ giai đoạn là xác thực. Thế nào. Và S này còn là confirmation này được gửi về phía client này. Hôm nay mình sẽ phải cấu hình là phần outend này. Thì tiếp theo nó là trách nhiệm của cái gọi là LCP hoặc IPCP. Còn cái này chắc bạn có nhớ không? Ở đất layer 2 mình có chia làm gì? PPP ấy, nó chia làm hai sub layer. Và là xem lại CNA ấy. Là PPP ấy, nó chia là hai sub layer. Hai layer nhỏ nhỏ. Ở dưới là link CP. Và có một giao thức ở trên đó là network CP. Network CP ở đây là IP4 thì nó là IPCP, nó tương ứng luôn, không một giao thức. Giao thức để nói chuyện, đây là giao thức để nói chuyện với lớp vật lý, link CP, thằng này là IPCP để nói chuyện layer 3. PP là đệm mà. Thì chính là cái giai đoạn này mà link CP này chính là giai đoạn mà các bạn phải sử dụng xác thực. Còn nhớ xác thực pass chat của trong PP không? Chính là trách nhiệm của link CP đấy. Thằng này là chịu trách nhiệm link, tức là liên quan đến việc mà thiết lập kết nối, duy trì kết nối. Thì đấy là phần này chính là phần giai đoạn này chính là phần này xác thực. Còn bắt đầu nó chỉ là detect được là đấy
Discovery offer request ACK xác nhận lại. À như vậy là nó tìm được, nó phát hiện được có Berat. Còn sau đấy là câu chuyện là xác thực với nhau. Khi chúng ta cùng PV này thì nó sẽ thêm cái phần header của nó. Nhưng mà nói bản chất chi tiết là gì, nó thêm PV và PV với header. Nhưng mình hay nói gộp là PV với header thì tổng là 83. Tức là ngày xưa mình thì cái package của mình ấy, các bạn hình dung ở đây là Ethernet frame thì các bạn nhét thẳng cái package vào đây. Nhưng bây giờ các bạn còn phải bọc qua một lớp PV nữa rồi mới vào được frame Ethernet. Hiểu nào, nên là thằng này chỉ mất 83 rồi. Nên cái chỗ này, cái chỗ nằm của bạn, cái chỗ không gian này này, trước đây là 15000. Tất cả cái ô từ đây này, từ cái chỗ này này đến đây là 1500. Để chứa cái packet ở trên. Chỉ là MTU đấy, là packet 1500 byte đấy. Nhưng bây giờ các bạn hiểu nó mất 8 byte chỗ này rồi, lên cái không gian này, cái khoang chứa hàng của nó bây giờ chỉ còn 1492 thôi. 1492 nghĩa là chỉ packet của bạn thì bây giờ chỉ còn 1492 thôi. Nên ý ở đây là các bạn phải giảm MTU của bạn còn 1492. Packet 1500 bây giờ là sẽ không nhét vừa đâu. Đó là nên khi go PWP là mình phải giảm cái MTU xuống. Thấy chưa nào? Giảm cái MTU xuống. PBOA. Thì nó cũng là PB thôi, nhưng nó thì thay vì đi qua hạ tầng là Ethernet, chỗ này Ethernet này, giả thức là Ethernet, thì bây giờ nó là ATM, sorry, chỗ này là ATM. Thì thằng này PUE thì nó overhead hơn, tức là nó chiếm nhiều, nó không phải 83 nữa, nó hơn 83 cái phần thông tin ấy. Còn overhead chính là cái phần mà nó chèn thêm cái header vào. Header của PBOE là có 8 byte thôi. Nhưng là packet của mình thì nó có thể là MTU của nó thì giảm xuống 1500 trừ đi 8 thì còn 1.92. Nhưng thằng này PBOE header nó còn dài hơn nên là PBOE header nó dài hơn nên nó còn là gì? Nó còn MTU nó còn giảm xuống nữa. Hiểu không nào? Cũng một phiên thẳng PV luôn. PV section giữa PVO thiết lập một phiên PV giữa CPE và router này. Nó có Ethernet password này. Xác thực vẫn phát chan bình thường. PV nó vẫn là phiên PV nó vẫn là thẳng giữa hai thằng này. Rồi, sau khi xây dựng xong thì sẽ là liên quan đến IPCP này nọ thôi. Để thiết lập là xác thực đấy. NAT, BAT, NAT CHAP. Tốc độ kết nối thường thì nó chỉ ở đâu? Tốc độ kết nối nó nằm ở trên BRAT. Nên nó sẽ pop băng thông em. Nó có hình ở trên BRAT xong rồi ở đây. Hoặc là thực ra là thì nó có thể mua các thiết bị chuyên dụng, nó không quan trọng là để đâu cả. Biran là con router mà, bởi vì Juniper nó vẫn là thế mạnh của nó và switch rider. Còn router bây giờ Cisco nó cũng có dòng router dòng to đấy, ngày xưa nó hay dùng dòng bấy bằng 7200, 7600 này làm. Còn Biran để kết nối về để kết cuối cái phiên kết nối PBOE. Nhưng mà nói chung là Cisco nó không có mạnh nữa. Thiết bị switch rider thì Juniper nó vẫn là trước giờ nó vẫn là hơn, được đánh giá hơn. Cái này xong rồi nó tính cước người gì đấy. Cước thì ra với thằng này nó bây giờ thằng cước chọn gói ấy. Bây giờ này cái ngựa băng thông rồi đâu. Chọn gói mà. Nó cứ theo Berat em sao ấy thôi. Nó cứ theo thuê bao em, nó quản lý, nó sẽ mong hệ thống quản lý thuê bao. Vẫn còn đóng tiền đầy đủ thì cứ thế là hàng tháng nó trả tiền thôi. Bởi vì quản lý theo băng thông nó đau đầu lắm. Nó lại phải đo lên giải pháp để đo băng thông. Thì thực ra nó thống kê thôi mà. Ngày xưa mình ngồi đầu mình là theo lưu lượng này. Bây giờ nó chọn gói rồi.
giống như kiểu tính cước của viễn thông ấy mà, nó gọi là phần mềm tính cước, giải pháp tính cước. Thì những cuộc gọi mình nó sẽ đo mình gọi bao nhiêu ngày giờ thời điểm nào, thì nó sẽ giống như gọi là các bản ghi. Bản ghi là em ghi vào ngày em gọi một cuộc 5 phút và từ 12 giờ đến này, nửa một cuộc buổi sáng, một cuộc buổi đêm, một buổi chiều, cuối cùng sau đó đấy là dữ liệu thô. Dữ liệu thô chỉ là giống như nhật ký cuộc gọi thôi. Gọi là mấy cái file gọi là CDR record này đấy. Thế nào cấp account IoT à, sẽ con router A. A không phải router A mà thiết bị A, nó còn radius. Bản chất mình có thể khai báo này, nhưng không ai làm thế, người ta sẽ khai báo như con này. Nhưng con này sẽ còn để tập trung, thì khi client nó khoảng kết nối PBDB đến con này phát, con này nó check account, nếu phải hỏi con này cái account này có tồn tại hay không, con này báo ok thì ok. Thì con này nó lại còn về mặt giải pháp, con này nó còn móc với những cái con khác nữa. Ví dụ là khi mà hiểu ra nó về mặt quản trị, ví dụ giao diện của các trang web hoặc là phần mềm, nó tạo thông tin khách hàng này, tạo tài khoản khách hàng thì tự động nó đẩy vào bên con A kiểu kiểu mà hiểu, nó tự động như thế chứ không phải tay nó móc nối với nhau nó tích hợp. Không, ba giờ bốn giờ không. Nó nối chạm BTS không, BTS thì từ sau đấy nó tách cái gì gossip này, cũng không gọi là dân viễn thông, không làm viễn thông mấy. Thế nào cấu hình PPV, đây là cấu hình PPV này, hình này khi mình có hình này thì mình có hình một cái gọi là mình sẽ có khái niệm một cái phê logic. Khi từ mình này, từ con modem của mình này, mình có nối PV đến thẳng đây con router nhá, từ đây này để tùy mình quay số đâu, quay PV từ này à, quay từ router đấy, con này chỉ mua bridge thôi, modem thôi. Thì mặt logic còn hiểu là gì, thì về mặt đó chúng ta về mặt logic mới hiểu là có một cái nối PV thẳng giữa con CPE này với con router này. Thì về mặt logic interface ở phía modem này nó gọi interface dialer. Interface dialer logic. Thì các bạn có thể định nghĩa là interface logic là bao nhiêu cũng được. Số mấy được, giống kiểu cổng 1 cổng 2 mà. Đây là một cái vô tuyến interface mới mà chúng ta đã học được bài này. Thế nào? À. Còn mấy cái này IPMTU 1492, cái câu lệnh quan trọng nhất là encapsulation PV. Và câu lệnh này. Dialer pool 1. Cái này chỉ để xác định là nó sẽ định nghĩa internet dialer, các bạn phải xác định nó một dialer pool. Pool số mấy. Để tí nữa nó sẽ giống vào cái thằng này, nó sẽ số 1 vào đây và dialer pool đây nó sẽ giống nhau. Bởi vì tí mà phải vào interface vật lý nào đấy để bạn kích hoạt cái việc mà nó chạy quay PV. Đến internet dialer này, IP address negotiate tức là gì? Các bạn sẽ lấy IP thông qua việc giao thức PV. Thông qua việc mà kết nối PV các bạn sẽ lấy IP. Tí nữa tôi sẽ demo cho mọi người. IP 1192 như vừa nói đấy. Để giảm cái em tôi xuống, bởi vì PPV header nó mất 83, PPOV header nó mất 83, encapsulation PV để chạy PV, đồng gói PV, đây là pool 1, học 1 thôi, để nó móc ấy mà. Tức là mình giống như kiểu đây là một cái profile 1. Thì tí nữa mình vào interface vật lý này, còn có encapsulation 1 này, còn không gắn IP gì cả, các bạn chỉ có PPV enable. Đây là cái interface này, encapsulation 1 là cái đầu interface Ethernet màu xanh này, đầu bên này. Pipeline dial pool 51 tức là quay đây này, pool 51 chính là cái pool này. Thì nghĩa là cái E01 cái là nếu là E01 bạn kích hoạt cái việc PPV. Thì cái kích hoạt việc chạy PPV ấy, thì con này nó sẽ trên E01 của router này nó sẽ diễn quá trình discovery như vừa rồi. Nó sẽ gửi PADI request ACK về bạn mấy bản tin. Rồi sau đó là thì nếu ok hết thì nó sẽ qua, tiếp tục đến trách nhiệm của thằng link CP và IPCP. LCP, LCP và IPCP thì nó sẽ lấy được IP từ trên này xuống. Hiểu không nào? Thì con này sẽ cấp được một cái IP. Interface dialer lúc đấy sẽ có được cái IP. Bạn check thì bạn sẽ interface dialer của bạn sẽ có một cái IP. Thế chính là thường là cái IP public của bạn nhìn thấy. IP đồng ngoại. Ở đây là trong thời em phải quay từ đây nhé. Còn nếu không là nó lại làm trên con này đấy.
là con này, con này lại modem nữa là lại quay trên con này cơ. Con này nát nủng là lại phải làm trên con này. Đây IP Direct thường đẹp nhất là IP Direct phải thẳng lên đây thì đỡ phải qua. Tất cả những cái sau này nó chỉ là cấu hình gì? Đây mà nhìn mấy cấu hình 3 4 này thực ra nó chỉ là ấy thôi. Vậy DHCP pool đây là cái DHCP nó cấp IP cho mấy ông CLAN bên trong mạng LAN của nó. Cấu hình con router con này để cấp cho CLAN bên trong ấy mà. Cái này chẳng qua là gì, nó nát nữa inside này thì em không thông là nghi phải nối mạng LAN. Nó PC nát inside có interface gì? Dialer nhá, là nát outside nhá. Không phải E0.1 nhé các bạn, không còn E0.1 các bạn hiểu là gì. E0.1 là phần lý thôi, còn phần logic các bạn nối lên DSLAN nó là, logic nối về mạng IP, nó là interface dialer. Interface dialer mới qua IP. Và logic là đâm thẳng từ đây có interface dialer này nối thẳng phát sang con router này. Thì bạn hình dung nó sẽ thông vào mạng IP không? IP. Thì trên con này mình sẽ có một cái default đẩy lên router. Còn BRAT ấy, BRAT thì nó sẽ có một cái root sạc 32 hoặc là một sạc một giải IP public của mình. Tức là IP public của mình thì nó đẩy về phía của mình thôi. Mình thì đẩy hết lên, nhà vụ không thể bắt default về mình được, mà đơn giản là mình có IP nào ấy thì nó đẩy về root về mình. Còn đâu đây là NAT lủng thôi, NAT overload để nó ra ngoài mạng internet mà. Không cần bước này, không liên quan bước này, nó là hết trách nhiệm PUE rồi. PUE thì chỉ đơn giản là interface dialer ở đây nó có IP là xong. Các bạn ping được lên đây trên này là xong. Còn việc mà thông từ ông client này thì ông phải có IP động thì ông này phải DHCP rồi đấy này nó đấy câu chuyện của mặt hạ tầng. Là cái DHCP NAT lủng đấy là cái chúng ta thôi. Còn PUE nó không phải liên quan cái. PUE nó làm mấy cái này thôi. Ba này ở trên này. Khai báo pool. Khai báo interface dialer. Gắn vào pool đấy vào. Đây là default để qua dialer. Đấy định tuyến đấy mà. Default đẩy lên qua interface dialer bạn nhìn không? Thì default này đẩy đi interface dialer, đẩy lên interface logic. Cứ đẩy với interface dialer thì nghĩa là sẽ đóng PV nó thẳng trên con VRAT thôi. Giống như ở đây là cái nhét vào cái lỗ này kiểu gì nó sẽ chui sang. Nhét vào cái ống này kiểu gì nó sẽ sang được con VRAT đâu bên kia. Hiểu hiểu cái ý tưởng không? Đấu mạng là đấu ở đâu? Đấu mạng từ người dùng nha. Ra ngoài thường thì nó đấu qua cái một cái hộp gì đấy. Đúng đường dây thôi. Đường dây điện thoại mà. Em còn qua phiên đấu dây. Đường dây điện thoại không phải em hiểu là không đường dây điện thoại, không phải là đường dây điện thoại em người ta kéo dòng từ con DSLAN đến chỗ em đâu. Nó có hộp đấu dây, nó kiểu pẹt panel á. Đúng rồi, nó có ID đi mấy cái hộp đấu dây IDF. Hộp như trên cột dây điện thoại chính là hộp đường dây điện thoại chứ gì đâu, nó khác gì đâu. Ngày xưa em lắp điện thoại bàn cố định là cũng là cái từ cái hộp đấy mà ra hết chứ là cái gì. Nó chả cái gì cả, nó chỉ là cái hộp. Nó gọi là phiến trong cái hộp nhựa, chỉ là để bảo vệ môi trường thôi, tránh mở móc ra. Bên trong đấy nó có các phiến đấu dây. Phiến đấu dây thì cái dây của em ấy nó sẽ cắm ở đằng sau. Bây giờ nó đấu sẵn ở đằng sau hết rồi. Em muốn dây nào của em ấy cắm từ đường dây từ nhà em nhé. Từ nhà dây người ta đầu từ các nhà em nhé. Người ta sẽ đeo ra cổ điện này, cổ điện người ta phập cái dây vào cái phiến đấu dây này. Phiến đấu dây thì đã nối thẳng về mạng lõi rồi, về đến chuyến trung tâm rồi, về con DSLAN rồi. Nhớ nào, nếu về mặt đấu vật lý ấy, thì đấy thì những cái mà hộp dây ở cột điện rồi là trên con DSLAN nó cũng có hộp đấu dây như thế thôi. Nó cũng dây, nhưng mà nó không phải hộp nhựa nữa. Nó là trong phòng này thì nó chỉ là các giá trong đó, trên đấy là phiến đấu dây thôi. Nhưng mà em nhìn nó giống như cái mạng nhện, dây và màu ấy. Có cái nhìn cái kiểu bấm nhá, ấn phập phát là đứt dây, phập cái đầu bấm dây ấy. Phập dây nó không phải nếu đấm vào không phải kìm bấm mạng của mình đâu mà nhau nhau em chỉ là nó phía đầu dây thì em chỉ cần nhét cái dây đó ấn một phát dao đấy cái kiểu thao tác ấy. Thì như nào ở làm ở kỹ thuật là viễn thông ấy thì có những người là người ta rất dành những cái đấy kỹ thuật phân biệt màu rồi đấu dây, còn mình không quen mình. Đấy về bưu điện tỉnh ngày xưa thì mấy bưu điện tỉnh chỉ có làm mấy cái đấy thôi mà là đi dây đấu cái đấy thôi, chứ còn tổng đài cũng phải là cố hình ở trên trung tâm hoặc cố hình chứ không ai là động là tổng đài. Nhưng mà ý là ngày xưa mọi người nếu mà làm viễn thông mà người thấy về bưu điện các tỉnh chúng ta thấy kiểu đấy, ngày xưa cứ nghe nó gọi là cái gì cao siêu đâu có gì đâu, chả có gì. Nhưng
ông về là ông viên thông tỉnh thì bây giờ ông viên thông tỉnh thì ông phải làm nhiều thứ hơn, ông phải học A, đến phải đi học CNA đấy, ông phải làm về mạng mà. Chứ ngày xưa ông chỉ đi đấu dây thế thôi, ông bây giờ phải làm nhiều thứ. Bây giờ ngoài chuyện đấy là mạng truyền dẫn, bây giờ phải làm cả phần góc quang, rồi là có thể làm về thiết bị mạng nữa. Thông thường thì các cái là tất nhiên là trung tâm họ sẽ làm hỗ trợ ấy. Một viễn thông ngày xưa nếu chúng ta ấy là chỉ có thì tổng đài là chỉ có trung ương người ta làm thôi, cán bộ làm ấy, trên tỉnh chỉ làm phần access thôi, tức là sao đấu dây được vào tổng đài thôi. Còn định tuyến như nào, có hình thông số nào ấy, gọi là thông minh như nào ấy. Những cái này là cô lệnh nó giải thích ấy thôi. Cái cách à? Liền cách này. Chú ý là khi có cái này nhé, phải giảm cái M2 xuống nhá. Giảm cái này là MSS này, rồi tôi sẽ nói cái này. Có một cô lệnh là IP TCP adjust. Mới xét đấy. Đây này, cô lệnh IP TCP adjust mới xét này. Cái này là cái gì? Cô lệnh M2 thực ra không phải cô lệnh ấy lắm. M2 chỉ đơn giản là gì? M2 bởi vì M2 ấy nó có một nhiều điểm, M2 nó chỉ là dính đến interface trực tiếp thôi. Vì con router các bạn nó có interface E0/0 nhỉ? Nếu E0/0 bạn nói là bạn cô lệnh là IP M2 192 thì nó sẽ giảm, nó sẽ qua coi M2 đường E0/0 mới là 192 thì nó không bao giờ gửi OT nào vượt quá cái đấy, nó chỉ biết như thế thôi. Còn nó không thể biết được là thứ nhất là nó không thể biết được là M2 ở những đoạn đằng sau của nó, hiểu không? Giống như kiểu nhà mình, trước cửa nhà mình thì mình chỉ biết là trước cửa nhà mình là đường rộng hay đường bé, chứ làm sao mình đi một quãng đằng sau đấy đoạn dài thì làm sao biết trên đường đi từ một tí còn quặn to bé thế nào mà là mình quyết định dùng xe gì, đúng không? Nếu như con hình giống như vậy không, nếu bạn nhìn ở cửa nhà các bạn là đường to thì các bạn thể đi, các bạn quyết định đi ô tô được, nhưng mà đi ô tô ra nhưng có thể bạn đi được một đoạn thôi, đến một đoạn các bạn này phải, nó là một đoạn ngõ bé tí này các bạn đi được ô tô thì các bạn sẽ bị tắc ở cái chỗ đấy. Nhưng M2 nó chỉ ở cái chỗ đấy thôi, hiểu không? M2 nó có nhiều điểm là như thế, các bạn chỉ nhìn được cái trước mắt thôi. Thì bạn không vấn đề gì ở đằng trước mắt thôi, nhưng bạn không lường được vấn đề đằng sau. Nên về mặt, nếu mà chỗ này nó hơi chi tiết một chút, cái này nó hơi chi tiết. Nhưng mà cái này ấy, nó là một trong các cái, nó không phải liên hẳn liên quan với PBE đâu, mà đây thực ra là một cái lỗi mà còn, đây là một trong các vấn đề mà các bạn gặp rất nhiều trên thực tế thôi. Các cây mà liên quan đến và mặt truyền dẫn ấy, đường truyền internet có thể bạn thấy có ok ping nhưng mà không ra vào được internet, không vào được web, nó cứ dựa lại. Đa phần vấn đề là do cái mấy cái này, bởi vì nó không vừa, nó drop cái đi hoặc nó thiếu một gói nào đấy, nó cũng không thành công. Đây một cái cơ chế là gì, mình cái này chính là ở phần tế số đấy, nhưng mà để hiểu đúng là chỗ này các bạn hiểu kỹ năm chốt. Thực ra đây cái này chính là một phần, khi nói về MSS hay nói trong phần là T-SUS, bởi vì đây là các lỗi mà rất hay gặp. Thế đây mình hiểu cái quá trình là gì. Với TCP nó chỉ tác dụng với TCP, khi có TCP nó quá trình gọi là bắt tay ba bước. Quá trình bắt tay ba bước ấy, thì bản chất là nó có thương, nó sẽ thương lượng một thông số gọi là MSS. MSS là Maximum Segment Size. Maximum Segment Size chính là phần data payload của thằng TCP. TCP thì gồm có gì? Ở phần segment nó gồm có TCP header và phần payload, thì MSS chính là phần payload. Nên để các bạn hiểu yếu nào, thì ở đây ấy, khi hai con này thương lượng với nhau ấy, thì nó thương lượng với nhau, nó lại dựa vào giá trị M2. Có hiểu ý không? Bởi vì từ M2 và MSS liên hệ với nhau, bởi vì đóng gói này, nhìn MSS này nhìn thấy không? 1460 nhá. M2 gọi là 1500 đúng không? Đây này, một em đây này, để đọc một cái
Thông thường một hệ thống đầu cuối này nó sử dụng cái AO interface trừ đi 40 thì ra cái RP mấy chứ. Hai con PC ở hai đầu nhá, nó đều là Ethernet cả, nó nhìn ra đường của nó Ethernet, theo đường nó nhìn thấy là à, trước cửa của nó là 1500. Em tu 1500, nó nhìn cái đường đường trước cửa nó 1500. 1500 của em tu tức là 1500 là packet. Đúng không? Trừ đi gì? IP header 23 trừ TCP header 23 có thể thành ra 1460 không? Thì nó sẽ lấy MS là 1460. Thì cái MS này, cái giá trị 1460 sẽ được thương lượng ở quá trình meta 3 bước. Tức là khi hai thằng thương lượng với nhau, nó sẽ thương lượng à tao mày 1460. Thì mọi người có thể hiểu nó đóng cái phần data ở đây nó đóng 1460 thì nó cộng 20, 20 nữa thì nó là tối đa 1500, nó không bị vi phạm em tu. Hiểu ý tưởng không nào? Cái vấn đề là gì, như tôi vừa nói là gì, cái nếu chúng ta chỉ, nếu chỉ dựa vào khi nó nếu nó như này thì hai bên trong cái ước là gì, nó sẽ gửi không có, nó sẽ gửi cái phần data không bao giờ với giá trị MS không bao giờ quá 1460, tương ứng là cái packing không bao giờ quá 1500. Nhưng mà gì, cái giá trị này nó là gì, giá trị ở cái đầu cuối, ở cái đầu này, ví dụ cái PC này các bạn hiểu không, PC này chỉ căn cứ với đoạn này thôi, nó căn cứ ở cái đoạn EDU đoạn này, chứ làm sao biết EDU trên cái đoạn trường truyền này, làm sao biết được, hiểu không nào? Khởi tạo TCP này nó sẽ được xác định bởi cái quá trình ổ bán này như thế nào. Thì nó có một cái cơ chế là path M2 discovery, path maximum, path M2, path M2 discovery, path M2 discovery. Thế ở biết cơ chế Path M2 Discovery không? Như thế có một lần nói về M2 thì Path M2 Discovery rồi giới thiệu đến mình chạy một cái tool mà khi nào mình quyết định là cái M2 bao nhiêu ấy, bản chất là gì, nó sẽ gửi một cái packet đi với bit df bằng 1, tức là không cho phép phân mảnh. Và biết là gì, khi vị, môi trường đường truyền ở đường truyền của mình ấy, đường truyền của nó chỉ cho phép gói tin 1000 byte, mà bây giờ gói tin của mình là 2000 byte, cái đường này chỉ có xe máy đi vào được thôi, bây giờ ô tô đến thì làm thế nào? Đó. Đường có 1 mét thôi, xe rộng 2 mét thì vào thế nào? Thì có 2 giải pháp. Một là ROT, hai trường hợp đấy. Đó là môi trường truyền chỉ cho phép, đường truyền này chỉ là cho phép gói tin tối đa 1000 packet. Bây giờ dữ liệu cái gói tin mà đến thực sự ấy, nó là 2000 mét, nó là 2003. Thì một là gì? Một là nó ROT, tức là loại bỏ. Đó, thì làm sao chui được, làm sao nhét con voi qua được lỗ tím. Hai là gì? Nó sẽ diễn ra một trường hợp là phân mảnh. Phân mảnh tức là nó chia nhỏ cái gói tin 2000 packet, 2000 byte thì nó chia nhỏ thì các gói tin nhỏ hơn. Một chuyến cái 500 hoặc là 1000 chẳng hạn thì nó chuyển qua được môi trường nhỏ. Ô tô bây giờ đi gặp đường xe máy à, gặp với cái ngõ nhỏ thì dỡ hàng xuống, chuyển qua xe máy. Chuyển máy xe thôi. Bình thường xôi xe chở cát, ô tô chở cát đến thẳng cửa nhà luôn, bây giờ còn hiểu vấn đề em đúng không? Cái đầu ông xe chở cát khi ông quyết định chở đi ấy, thì ông chỉ nhìn nó đường nhà ông to thôi, ông làm được hẳn cái ô tô chở cát. Nhưng mà đâu ai dèm làm sao biết được đến thế nào, đến nhà này thấy ôi trời ơi, mặc dù bản chất không phải đến nhà đâu, có khi nhà người ta cũng đường to nhưng ở giữa nó lại là đoạn đường nhỏ, thì cũng đường giữa nó là đoạn nhỏ, thì một là drop loại bỏ, hai là chia nhỏ. Chia nhỏ cái phương án nào phụ thuộc vào bit df ở trong cái header của packet. Trong header của packet nó có một cái trường bit là df. Df là don't fragment, tức là nó bảo là df là một, tức là không cho phép phân mảnh, thì là drop. Mà nó cho phép mảnh nghĩa là chia nhỏ ra. Cả hai trường hợp thực ra đều cũng không phải là hay cái ho. Drop nghĩa là các bạn mất gói tin, TCP nó sẽ chuyển lại, nó ở mức cơ chế chuyển lại. Chuyển lại mà nó vẫn DF thì nó vẫn bị drop thôi. Phân mảnh thì sao? Phân mảnh thì là nhằm tăng độ trễ, các bạn phải chia nhỏ ra, xong rồi lại hợp lại. Đâu đó trên một số hệ thống mạng là thì nó không cho phép sự phân mảnh. Ví dụ là có firewall nó nhìn thấy phân quá trình phân mảnh là nó có thể drop luôn cái kết nối của bạn. Tức là các bạn cũng bị drop cái packet đi luôn. Bởi vì firewall nó coi việc phân mảnh là một trong những kỹ thuật đấy, che giấu, hiểu không? Giống như kiểu tôi chở một chuyến hàng, tôi nhập cái ô tô, tôi muốn nhập cái ô tô về, thay vì thế bây giờ nhập ô tô nguyên chiếc thì nó bị phạt thuế cao không? Tháo hết ra, hôm nay gửi cái bánh, mai gửi cái khung, ngày kia gửi cái vô lăng, kiểu như thế, thì nó không cho phép. Đấy một kỹ thuật để tránh hack, để tránh kỹ thuật phát hiện xâm nhập đấy.
nên một số thiết bị nó chặn cái việc fragment này, nên đâu đó là gọi là được xong vui được thì nó cũng mất công. Thì nó giống như kiểu thay vì chuyển một chuyến luôn, bây giờ lại phải dỡ hàng xuống, chia nhỏ ra, chở cát xuống xe thồ, xong bên kia lại ấy lại, nó rất là làng nhạc. Nên cái gì người ta muốn là gì, đừng để cái tình huống mình bị chót hoặc cũng như là gì kể cái mảnh ra xảy ra, làm để tránh tình huống đấy. Thì mình phải, vì khi gửi đi mình phải gửi đúng một kích thước phù hợp. Kích thước phù hợp là kích thước gì? Kích thước phù hợp phải là gì? Kích thước mà từ mấy em tu mà nhỏ nhất trên toàn bộ đường truyền. Còn hình dung cái ý tôi muốn nói không? Có một đoạn thì sẽ có một đoạn nó trên đường đi của mình này, nó sẽ có các đoạn với cái môi trường cái em tu khác nhau. Có chỗ thì cho 2000 bài đi qua, có chỗ thì cho 500 bài đi qua, có chỗ cho 1000 bài đi qua. Vậy các bạn phải đóng với bao nhiêu? Các bạn chọn em tu bao nhiêu? 500 nhỏ nhất. Hiểu không? 500, 1000, 1500, 1200, 2000, các bạn chọn 2000 là các bạn không chui qua được, các bạn chỉ chui qua duy nhất được đoạn 2000 thôi. Các đoạn khác các bạn không chui qua được. Các bạn phải chọn cái nhỏ nhất thì có nghĩa là các bạn sẽ đi luôn đi qua. Từ tôi chuyển hàng giữa hai bên này, tôi chắc chắn là được chỗ nhỏ nhất là xe máy cũng chui qua. Thế tôi đi xe máy kiểu gì tôi cũng đi qua được. Còn các bạn chọn ô tô các bạn sẽ không đi qua được các bạn đấy. Các hiểu không? Các hiểu được không nào? Thì Path to Discovery là một cơ chế mà các bạn cho phép các bạn detect, các bạn tìm dò được cái. Dò được cái đấy bằng cách là gì? Nó gửi gọi tin là bởi vì đi bằng 1 tức là gì? Nó không cho phép phân mảnh, thì khi nào gặp chỗ nó to quá thì sẽ báo về là chỗ này to quá không được. Nó sẽ có bản tin ICMP gửi về packet to big. Đấy, hiểu không? Là thế này, giống như thăm dò ấy. Tôi thử gửi 2000 đi, 2000 thì không được, tôi gửi xuống 1099. Cứ giảm xuống giảm dần dần. 1.800 vẫn không được, cứ giảm xuống 1.700 chẳng hạn. 1.700 không được, cứ giảm 1.600, 1.400. 1.400 không được, cứ giảm xuống 1.200. À, 1.200 được thôi. 1.200 chính là cái mốc. Được. Bởi vì nếu các bạn thế bảo em gửi hơn 500 cũng được, sao em gửi hẳn xuống nhỏ xuống ấy, mỗi lần packet em chỉ đóng 500 thôi. Thế thì sao? Thế là không tối ưu. Mỗi chuyến bạn có thể truyền được tối đa 1.200 mà các bạn lại đóng 500 thì nó không tối ưu. An toàn quá. Nên là Path to Discovery là một cơ chế cho phép là mình detect cái. Cái đấy không hiểu nào. Path to Discovery. Xem nào. Để detect cái đấy. Còn gì? Thì ở đây mình sẽ gì? Sau khi mình detect được em tu, mình dùng cơ chế Path to Discovery để mình tìm được cái giá trị em tu phù hợp ấy. Đó nè. Thì mình có một cái câu lệnh là TCP adjust MSS ấy. Câu lệnh này nghĩa là gì? Cái này nhiều tôi xua kể cả nhiều người cũng chả không mấy người biết về cái này luôn. Kể cả mấy anh nghe. Nó liên quan đến cái quá trình này, khi quá trình đầu tụ như tôi vừa nói ấy, cái MSS là được đồng bộ quá trình qua ba bước. Thì ở đây các bạn hình dung ở đây là hạt thiết bị đầu cuối, đây thiết bị đầu cuối. Ở giữa các bạn chỉ cần làm con router thôi, thì các bạn cấu hình có thể cấu hình cái câu lệnh đấy. Thì nghĩa là gì? Nó giống như can thiệp ấy. Thằng này MSS 1160 nhá, nhưng khi đi qua đây này, con router này này, các bạn cấu hình nó MSS, các bạn để MSS con router này MSS 1400 ấy, thì nó sẽ sửa nó lên MSS còn 1400 thôi. Thì lúc này hai con này sẽ hiểu là giống như bị lừa ấy. Thế là hai con sẽ đàm phán theo cái giá trị này. Nó sửa giá trị MSS khi gửi đi. TCP bình thường nó báo là MSS 1460 từ thằng này hốt nhá gửi đi, nhưng mà đi qua router nó sửa thành 1400. Thì con này sẽ biết con này thằng bên kia báo mình là 1400. Cũng tương tự chiều này cũng thế. Đúng không? Thì hai bên lúc này hai bên sẽ hiểu là gì? Đáng nhẽ hai con này sẽ gửi với nhau bằng MSS 1460. Nhưng do một con router đứng ở giữa nó thay đổi nên là hai con này sẽ chỉ gửi MSS 1400 thôi. Và khi nó gửi MSS 1400 thì sao? Không bao giờ có vấn đề gì xảy ra. Có hiểu không? Bởi vì đấy là giá trị nhỏ nhất rồi. Là cái giá trị mà tôi đảm bảo là sẽ không nào vượt. Packet nó không phải là cái hớp đấy nhá, phải hiểu MSS nó không phải đóng IP header còn TCP header và IP header nữa. Nhưng MSS nó sẽ ảnh hưởng em thu. Nói chung là MSS và em thu nó liên quan với nhau. Thì mọi hiểu ý tưởng không nào? Nên tôi nói với mọi người này, trên thực tế đây là một cái lệnh mà tôi hay nói vui là một lệnh thần thánh. Một lệnh thần thánh. Cái câu lệnh này các bạn chỉ là gì, cái em tu nó chỉ áp dụng với chiều outbound thôi, tức là nó ra danh phơi nào ấy, nó quyết định đẩy ra phơi đấy nó đẩy bao nhiêu thôi. Còn cái này nó inbound outbound được thoải mái. Và lại là thì câu lệnh này các bạn sẽ sửa được cái giá trị. Có nghĩa là khi bạn có lệnh này ấy, nó yêu cầu hai host là không gửi đi. Nếu không có lệnh này các bạn hiểu không nào? Còn hai host nó vẫn gửi với MSS rất cao mà mặc định được là 1460.
Bởi vì hai host và hai PC nó đều là nối Ethernet 100.500 ạ. Hiểu không? Nên lệnh này sẽ là giảm số thì nó không bị hiện tượng gì cả, không bị drop cũng chẳng bị phân mảnh. Rất nhiều hiện tượng nha các bạn, vì Internet check như nhà mạng được truyền tao ok không, tín hiệu đèn đóm vẫn sáng mà màu. Không vào được Internet luôn, không vào được web. Điều chỉnh này phát vào thôi. Tôi phải nói là 70-80% lỗi mà liên quan cái vấn đề về đường truyền ấy. Tức là khi các bạn kiểm tra đường truyền các bạn hoàn toàn thông. Routing các bạn thấy IP ping thông, routing thông nổi, không hề có nguyên nhân gì được nữa rồi. Mà tại sao kết nối không thông? Data dịch vụ không chạy ấy, ứng dụng không chạy ấy. Và nhớ đến lệnh này. Còn đừng bị gặp nhá. Chứ tất nhiên là các bạn gặp những lỗi hạ tầng thế thì các bạn phải xử lý thôi. Routing chưa có, bản đường truyền chưa có. IP chưa đặt, IP sai có mà ping vào mắt. Nhưng mà tất cả các bạn hiểu, các bạn kiểm tra tất cả về mặt hạ tầng các bạn không có gì ngon lành hết rồi, mà tại sao ứng dụng không được? Ông network này rất băn khoăn, network. Tôi không có cái gì nữa, tôi cấu hình network này ổn rồi, tôi chả thấy có vấn đề gì cả. Ông ứng dụng mà tao vẫn không có chưa gặp được ứng dụng. Đấy, đây là một đa phần đấy nhá. À, còn những cái này là pass này là NAT ấy, thì là hiển nhiên NAT để mình cho thông thường thực tế trong một cái doanh nghiệp bình thường mình sẽ phải có NAT để mình cho người dùng ra, mà đồng thời DHCP là cái câu chuyện này. Nó không dính đến PUE, đây chẳng qua để cho nghe thôi. Lúc đấy mình có interface dialer, các bạn coi như interface bình thường. IP NAT outside này nó các bạn phải định tuyến vào interface dialer như bình thường. Vậy hiểu không nào? Cái này không lát vào trên phần nào. Được ạ. Còn cái trên con server thì cố hình view. Rồi. Có luôn. Thế phải lát rồi. Về mặt cấu hình PPE thì chúng ta chỉ cấu hình ở phía LAN thì là chúng ta xong. Phần ở trên này thì nó là phần con router này, BRAD này này, hay mọi người chú ý tôi PPE server ở đây không? Mô hình này tôi đang giả lập giống như mô hình này đấy. PC này, con router modem của mình này, NAT inside outside này, con này sẽ đóng vai trò là PPE này. Con switch đấy thì chỉ đóng vai trò giống như con DSLAN này, nó kết nối nhiều thằng với nhau. Đây con router BRAD này, ISP này, Ethernet này. Thì mà nói là gì, nếu về mặt bình thường trên thực tế là chúng ta chỉ có một phần thế này thôi. Các bạn không phải cấu hình đầu này, các bạn có phải là, trừ khi các bạn là nhà mạng. Các bạn là FPT, các bạn là Ftel, các bạn là VNPT, các bạn là CMC, các bạn mới liên quan cấu hình PRAD này. Chứ đây ta vẫn có một số lệnh liên quan cái đấy ở trên nào. Thì đây không nhiều thời gian thì học sẽ giải thích cho mọi người cái lệnh này. Cấu hình ở trên cái này các bạn có hình router này, các bạn có hình là gì? Như phê E01 các bạn đứng ra khai báo IP bình thường nhé. Tất cả những cái này là cho cái phê E01 thôi. Các khai định nghĩa interface dialer này, nhìn không? Negoset này, M2U này, Encapsule này, nhìn không? Data pool đúng không? Câu lệnh này thì nó hơi ấy là tôi đưa vào thôi. PPIP root default tức là gì? Khi nó có kết nối PP thành công ấy, tự động nó sẽ có một cái default nó chọn cái này thôi. Còn như trên slide các bạn là gì, nó phải có một cái lệnh riêng đúng không? IP root default, IP đây này, IP default root trỏ đây phía đây thôi. Đấy, nó thế đó. Hiểu ý tưởng không? Trên này có cái gì? Dialer pool nhá. Dialer pool 1 tức là thì, như tôi nói đây là cái để gọi là pool number. Thì mà vào interface vật lý này, E0.0 này, PV enable này. À đây, còn chỉ cần có PV client, đây là pool number 1 là sao? Thì kích hoạt cái pool này này, cái này rất quan trọng này này. Cái số này nó phải khớp số này, số 1 này khớp số này nhé. Còn cái dialer 1 với dialer này nó không quan trọng, chả liên quan đến nhau cả. Cái này chỉ lý interface dialer giống như kiểu 0.1, 0.2, bạn thích cái nào cũng được. Cái quan trọng là cái này là pool này này. Nghĩa là gì ở đây các bạn hiểu không? Các bạn kích hoạt PPUE trên và E0.0 này. Mà các bạn có dialer pool 511 kia, các bạn kích hoạt PPUE ở trên cái E0.0. Được chưa nào? Trên con thì đây là phía client này. D
của tôi nó có hình luôn rồi, nó có luôn IP rồi này. Đây là xong rồi, tôi đã lưu có hình. Nhìn này, IPCP này. Có đây IP động này. Đấy có nó có hình như thế này thôi mà. Nhìn này cũng thế mà. Chính là tôi gõ trên kia đấy. Thấy nào? Đấy là phía cái làn nhé. Tôi cho bạn xem phía VRAP bạn có hình cái gì. VRAP đây tôi giả lập lên Internet. Yêu cầu bài này của tôi sẽ là bạn ping PC này, bạn phải ping được 8.8 này. Giống như bạn giả lập là bạn hình thành được mạng ISP đấy. Là từ một cái LAN này bạn phải kết nối qua PUE này, còn này nó NAT NAT này, bạn ping được 8.8. Có hiểu không? ISP là cái mạng IP ở đây này. Đây là phần mạng IP này. Đây là phần mạng IP này. Thì bạn đúng. Thì phần mạng IP ở giữa này là chẳng có IP gì cả. Em không xong này không hề IP đâu nhá. Logic mà, logic là dialer nó mới thẳng lên đây. Hiểu như nào? Trên VRAP này thì nó sẽ có cấu hình ấy, thì các bạn sẽ có một cái gọi là BBA group. Có một cái BBA group. Thằng này ra là gì? Nó có khái niệm thứ nhất về mặt trên con này, con 2 này. Nó sẽ có một cái gọi là, nếu ở info, mặt info logic nhá, ở phía cái LAN ấy nó là info dialer, thì trên con này nó là info virtual template. Đây, các bạn có virtual interface này của nó này, virtual asset này, gọi là virtual asset, virtual template này, cái hình cấu hình ấy. Asset. Thì các bạn cấu hình virtual template này, các bạn gắn IP cho nó nhé. Các bạn hình dung nó giống như Lubac ấy, nó không phải là IP cho thằng nào đâu, thằng nào cũng nhìn lên con này hết. Ông này quay PUE, ông khác quay PUE này cũng nhìn ông này với 200.0.1 hết. Nhưng có khác là gì, ông này ví ông này sẽ được cấp IP 200.0.2 chẳng hạn, ông này 200.3. Giống như cái IP xe 32 chứ không phải là một cả cái xe 24 đâu. Thì tất cả đều trỏ lên con này là 200.0.1, có hiểu không nào? Con client này này. Có nhìn không? Con nào cũng nhìn con này là 200.1, con hình dung nó giống như lúc bắt ấy, nó đại diện chung cho con này cho nhiều thằng client khác nhau. Chứ không phải là thằng này là 200.1, 200.0.1 là bạn hình dung giống cho thằng này đâu. 202 là cho một thằng client khác, 203 là thằng khác, có hiểu không? Nó chỉ có một IP này thôi. Hiểu không? Thì các bạn cố hình virtual template này, các bạn định nghĩa cho nó một cái IP rồi chưa nào? Hiểu không nào? Virtual template là interface, thì interface logic của bạn sẽ nối với thằng client. Cái câu lệnh này peer default IP address, cái câu lệnh này thực ra thì nó sẽ liên quan đến việc mà cấu hình DHCP cấp cho thằng này như nào. Ở đây thì ở đây tôi đăng bài này thực ra hơi tham bởi nó liên quan đến nhiều thứ, tức là trường hợp này nghĩa là tôi sẽ cấu hình DHCP là cái con này là DHCP luôn. Con này là tôi VRAP đồng thời là DHCP server luôn. Còn trên thực tế các bạn sẽ phải là con này sẽ là có một con DHCP server là con khác chứ không phải con này. Con router này chỉ VRAP thôi. Thì đây là kịch bản đấy thôi. Như này nghĩa là nó cấp một cái pool DHCP pool ABC thì cái này, đây là phần DHCP này. Trên local có hiểu nào? Không có gì. Hiểu cái này chưa? Đây là cấp cho thằng client với, nếu thằng client phải, nghĩa là thằng client khởi tạo kết nối PBU với nó. Con router này nó sẽ lấy một cái DHCP pool của nó. Bên IBC cấp cho, tức là giải 200 đây này, cấp cho thằng client đấy. Vì đây là con này đang nâng cấp 200.0.2 đấy. Đây này, thì cái tiếp đấy là virtual template đúng không? Các bạn sẽ có hình là BBA group, bạn định nghĩa tên gì cũng được. Virtual template đây, chính là móc cái thằng BBA group này với thằng này. Đấy chưa? Đúng cái thứ tự này nó hợp lý hơn, còn trên slide thì nó không có, trên slide thì không có cấu hình ở cái này của VRAP. Tôi đưa thêm vào. Session per mask limit cái này các bạn không cần gõ, cái này là option. Tức là nó giới hạn 2 mask ấy mà. Đấy, xong rồi interface con xong này các bạn virtual template thì móc ở trong BB group. BB group lại nằm ở trong E0.0 cái là E0.0 bạn gõ này, E0.0 enable group, tức là hiểu không? Giống như kiểu là bật chức năng VRAP trên cái cổng E0.0. Hoặc nói một cách khác là gì? Các bạn cấu hình là E0.0 chấp nhận đón các cái nối PB trên cổng này. Thế thôi. Còn cái bên này nữa là gì? Trong hợp này thì nó cũng cấu hình vẫn là con R2 y hệt như này thôi. Trường hợp này nghĩa là con R2 nó cấp lấy IP từ một cái con DHCP server ngoài. Thì tôi lấy luôn con này, là tôi lấy luôn con này DHCP này. Thì nó hơi khác, thì con này đóng vai trò là con dưỡng dạng proxy ấy. Thì xin này con này sẽ đứng ra xin hộ. Ngày xưa là con này, nếu trường hợp vừa rồi vừa nói là con này khởi tạo này, con này cấp luôn. Còn con này khởi tạo này, con này sẽ đi xin hộ. Con này sẽ R2 này, con router VRAP này sẽ hỏi con DHCP server là lấy cái IP nào, con DHCP cấp này, con này lại trả lại. Thì cái này là option. Còn nếu tối thiểu bạn chỉ cần bên này và cái cột này là xong. Hiểu như nào? Đấy thì nó xong như này này. Nó một nên phải nát thì bình thường chứ.
liên quan gì? NAT nó nói là không có đăng PV mà. Cái hình dung bây giờ con này có Infi LAN, em không số 1, bên này Infi Dialer. Thì muốn ra được ngoài thì bây giờ giải chỗ này giải private. IP public đầu này này, IP public đầu Dialer mà. Đây. Một Infi LAN là 1.21.1 là gateway cho mấy ông này. Đúng không? Infi Dialer lên với gắn IP public. Đấy được lấy 202 này này. Đúng chưa? Đấy thì con này going NAT chứ. Thì nó mới ra được chứ. NAT đâu sai này. NAT sai chỗ list này, tất cả traffic từ thằng giải này NAT là Infi Dialer 1. Từ cửa overload. Con này default đẩy lên rồi nhá. Vậy con này traffic từ này nhá. Khi đi đây này nó đẩy lên con BRAT và đồng thời nó NAT. BRAT nó chỉ nhìn thấy traffic nó xuất phát từ 200.0.1 thôi. Con đi đến đâu? Đi đến 8.8 thì con này đẩy lên 8.8, con này trả về 200.0.1. Cho này NAT ngược lại là sao? Con này shipping được, con PC các bạn shipping được như bình thường. Ví dụ là con này cho là 1.10 đi. Giặc 24 này, cái quay là 1.68.1 này. Thì đây các bạn nhìn này, về mặt routing ở đây giữa con này thì tôi chạy OSPF nhá. Con BRAT thì các bạn hình dung nó như này thôi, con BRAT này. BRAT số 2 này. Số A root này. Và nhìn nó nhìn cái 200.0.2 của thằng client này này, nó giống như một mạng connected với interface virtual asset này. Nó có interface logic nó nối thẳng đến. Thì con này về mặt đấy các bạn chỉ có chạy OSPF thì nó chạy OSPF với enable với con này không vấn đề gì nhá. IP enable con này có vấn đề đâu. Nhưng đây tôi có gì? Có cái lệnh là retrieve thôi mà, connected. Mục đích để con BRAT này nó phải con internet nó phải nhìn được, nó phải học được để 200.0.2 chứ không hai con này trao đổi enable với nhau, con này sao biết 202 ở đâu. Con này thì ok nhưng mà con này không biết. Dạ, thì các bạn sẽ ping được không được. Các bạn từ ping này. Các bạn đã kết nối được PV cho một cái làn kết nối internet. Thì nó là 3 với con 2 này chả có gì cả, nó là định tuyến thông thường mà các bạn có gì mà phải ở đâu, so IP cấu hình cho nó mấy cái phơi gắn IP thôi mà. Chạy OSPF. Máy như bình thường thôi. Con này con enable con này, con này read chứ con ấy tật vào. Quảng bá các IP public này con này sẽ học được. Đấy là nguyên lý định tuyến, các bạn hiểu về nguyên lý định tuyến. Nói chung là định tuyến chúng ta quá nó đơn basic rồi. Nó cái gì biết cái gì. Đó. Con này phải có default lên. Thì default lên nghĩa là con này traffic sẽ đến được trên này rồi. Vấn đề phải tính trả về nó phải trả về 200.0.2. Con này có biết 202 không? Biết rồi thì, nhưng con này biết không? Không biết. Biết này phải làm cho biết. Thì giữa này đang nói chuyện với nhau OSPF thì con này retrieve sao thì con này sẽ biết. Hoặc là cái này có static gì đấy, miễn là sao cho con 3 này này nó phải trả về con này. Hoặc là con 3 này các bạn thay vì thế con 3 có cấu hình static root trỏ cái IP vào đây cũng được, mình muốn cái nào. Để xử lý bệnh tuyến nó không liên quan PPP. Nên đây mà giống như đây là giống như thực ra giống bài mô phỏng các bạn nhìn giống như một mạng internet đấy. Các bạn có thể kết nối được. Mấy lệnh sâu. Nó có mấy cái lệnh. Sâu PPP gì đấy. Section này, summary này, đấy, cái thông tin này thôi, section, up, còn xem IP bạn vẫn ở đây thôi, nhìn thấy nó có IP, sorry, so PPUE, section. Nhìn được map ở dưới kia, chuột map, remote map, local map, map con này là 04, map con này, nó nhìn được map client nó, nếu còn cấp thì cấp IP thì nó không ở đây, con này, spare, bài này như là bài ấy thôi, bài này là tôi để ấy thôi, dạng proxy thôi. Con này cấp. Đó. Không kịp thời gian thì mọi người về nhà nào. Thầy gửi cái gửi thôi làm gì đâu.